Mỗi lần mà thèm ăn lẩu tốt okay, mà muốn ăn cho đã cái nư là chỉ có thể đi ăn buffet. Gần nhà thì có cái Gigamon mà trong Gigamon thì có spicy box. Vừa bước vào là nhân viên nó bưng ba ly nước ra. Dạo này đang khoái mấy cái vụ mà nước ngọt tự phiêu. Khoái cái máy ấn vô nghe cọc 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 cọc. Rồi qua quầy slide đồ ăn mà không biết ăn gì thì cứ lấy thứ một món. Khoái nhất là cái rong biển tươi ở đây muốn nước nó ngọt thì phải lấy bắp để vô được cá mê ăn hành lắm bởi vậy lấy hành nhiều nhiều vô cho nó chuẩn bị quay qua mớ xúc xích này gấp chưởng miếng hai miếng được rồi cái mâm đồ chế biến sẵn này nhìn tưởng đâu là gà mà ai về đâu là cà tím khoai rồi bánh phòng tôm quay xuống thì gặp mấy cuộn sushi hai cái đầu của cuộn sushi rong biển nhiều bởi vậy gấp hai cái đầu trước nước chấm mà không biết ăn gì thì cứ lấy tương ớt pha với lại mayonnaise rồi ăn salad cho heo thì rồi cái để nhiều đó nước sốt đó nước lẩu này cái lúc mà mới vô thì nhân viên sẽ hỏi là cay vừa ít cay hay là không cay thì như tôi á, thì tôi ăn cay vừa là được cay quá nó mất mùi Cái nước sốt nhân viên pha trước luôn Chứ tôi tự pha cũng hay bị su lắm Trứng gà ở đây thì được luộc sẵn rồi Chỉ cần lột ra rồi để vô nồi nước lẩu là xong Rong biển với kim chi là để khúc cuối trộn với cơm Nhưng mà tôi không có trộn với cơm Để đó ăn chung với lẩu nó cũng hơi bị hợp luôn á Cái nước chấm tương ớt với sốt mayonnaise này Lần đầu làm thử mà chấm với thịt nó hợp lý ghê Ở đây á, thì không có bị giới hạn thời gian Bởi vì ăn đã về